Rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chuyên mục Vị Thuốc Quanh Ta. Quý vị thân mến, cây sim với sắc hoa hồng tím là một loại cây gắn bó với tuổi thơ của nhiều người. Tuy nhiên thì đây cũng là một vị thuốc rất quý trong đông y với những tác dụng chữa bệnh mà nhiều người còn chưa biết đến. Trong chương trình kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến lần lượt các bộ phận của cây sim. Trước hết thì là quả sim. Mời quý vị cùng theo dõi clip ngắn sau đây. Cây sim hay còn có tên gọi khác là dương lê, nẫm tử, sơn nẫm, đào kim nương, hồng sim. Đây là loại cây bụi sống nhiều năm, có chiều cao trung bình từ 2 đến 4 mét. Lá sim mọc đối xứng, dài từ 5 đến 7 cm, rộng từ 2 đến 3,5 cm, có hình bầu dục, đầu lá tròn, mặt trên bóng nhẵn màu xanh lục đậm, mặt dưới màu xám nhạt hoặc màu vàng nâu, có lông mịn, cuống lá hình trụ dài. Hoa sim thường mọc đơn lẻ hoặc thành chùm từ 2 đến 3 bông ở ngọn cành, có đường kính từ 2,5 đến 3 cm, 5 cánh màu trắng, bên ngoài có màu hồng tím hoặc màu hồng. Quả sim mọng hình elip có đường kính từ 1 đến 1,5 cm, bên trong có nhiều hạt xếp thành hai hàng được bọc trong mỗi ngăn. Khi chưa chín, quả sim có vỏ xanh và vị chát, chúng chuyển sang màu đen tía khi chín, mềm và ngọt. Ở nước ta, cây sim phân bố ở nhiều nơi. Các bộ phận của cây sim như lá, quả và rễ đều được sử dụng như những vị thuốc quý. Trong đó, quả sim được biết đến với công dụng chính, đó là cầm máu, dưỡng huyết rất hiệu quả. Thưa quý vị, để có thể tìm hiểu kỹ hơn về vị thuốc quả sim, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta có sự đồng hành của bác sĩ Vũ Thịnh Ngọc Anh đến từ Bệnh viện Y Dược Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh Điện Biên ạ. Chào bác sĩ ạ. Chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, nhắc đến quả sim thì sẽ nhiều người sẽ cảm thấy là rất là quen thuộc bởi vì loại cây này cũng đã gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều người. Vậy thì không biết là quả sim trong đông y thì có những cái đặc tính như thế nào ạ? Cây sim có tên gọi là sơn nhậm, đào kim nương là loại cây quen thuộc gặp nhiều ở các vùng núi, nông thôn của nước ta. Cây sim thì gắn với tuổi thơ của rất nhiều người. Nhắc đến cây sim, người ta nghĩ đến rượu sim, các loại từ trái sim rất ngon, tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, hoa sim cũng rất quen thuộc khi xuất hiện trong nhiều bài hát, bài thơ nổi tiếng, đẹp nên được nhiều người yêu thích và sử dụng làm cây trang trí. Cây sim có nhiều tác dụng, lá, quả, rễ đều được sử dụng làm dược liệu. Hôm nay tôi xin giới thiệu về tác dụng, công dụng của quả sim. Theo đông y, quả sim ngọt, sáp và tính bình. Cái tác dụng: cố tinh, sáp trường, cầm máu, dưỡng huyết, chảy máu cam. Về công dụng thì quả sim có tác dụng bổ máu, tư dưỡng, an thai, trị thiếu máu, sau bệnh cơ thể yếu, thần kinh suy nhược, ù tai, di tinh. Về cách dùng: dùng uống, quả chín phơi khô, sắc uống hoặc ngâm rượu. Dùng ngoài, có thể sao tồn tính, nghiền nhỏ nếu đắp. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Vậy thì không biết với những đặc tính như vậy, chúng ta có thể ứng dụng vị thuốc này vào các bài thuốc để chữa bệnh như thế nào ạ? Sau đây tôi xin giới thiệu một số các bài thuốc từ quả sim. Bài thuốc thứ nhất, điều trị trĩ. Quả sim khô từ 2 đến 3 lạng, nấu với lòng lợn uống. Bài thuốc số 2, điều trị bỏng. Quả khô nung tồn tính, nghiền nhỏ hòa với dầu vừng đắp chỗ bỏng. Bài thuốc số 3, điều trị chảy máu cam. Quả khô khoảng 24g, nước 600ml, sắc còn 100ml, uống hết trong một lần. Bài thuốc số 4, sử dụng cho phụ nữ thiếu máu, sau ốm cơ thể hư, thần kinh suy nhược. Quả sim khô từ 12 đến 15g, sắc với nước uống. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Không biết là khi sử dụng những bài thuốc với vị thuốc này thì chúng ta có cần quan tâm đến những lưu ý gì không ạ? Như chúng ta đã biết, quả sim có vị ngọt, tính sáp, bình. Cho nên khi sử dụng quả sim chúng ta cũng cần phải có một số các lưu ý. Chúng ta không nên sử dụng cho người đại tiện bí kết. Và tốt nhất là khi sử dụng chúng ta cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Dạ vâng, rất cảm ơn những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ. Thưa quý vị, với những thông tin về quả sim được chúng tôi giới thiệu trong chương mục ngày hôm nay, hy vọng quý vị có thể ứng dụng loại cây này trong việc chữa một số bệnh loại bệnh trong đời sống hàng ngày. Đến đây thì chương mục kỳ này của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.